Đây là một chiếc bàn phím EDA. Chúng ta sẽ cắm vào để thử xem biểu hiện bệnh của nó thế nào. Cắm vào lập tức bị nhấn giữ hai phím. Bây giờ là đến bước tháo rời nó ra. Sau khi tháo rời thì hai cái vị trí phím bị liệt giữ, bị nhấn giữ này, các bạn zoom vào gần nó có thể nhìn được rất rõ. Đó, nó đã qua sửa chữa và ở vị trí này thì đang bị mất con IR, tức là mất con diode phát quang nhé. Cái con diode phát ra tia hồng ngoại là bị mất, thì nó cũng giống như ta nhấn giữ phím thì đương nhiên nó bị mất tín hiệu quang đến, thì con này luôn luôn dẫn, nên là phím này nhiệt là theo kiểu giữ nhiệt là đúng rồi. Còn con phím bên trên thì sao, nó có lẽ là cũng bị tình trạng tương tự và cần phải xử lý. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ dùng bô tin, chúng ta đánh sạch những cái nhựa thông mà đã bị dính, bị tồn đọng ở bên trên bề mặt để chúng ta quan sát cho rõ. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ làm khô cái lớp vừa nãy chúng ta dùng để thảy rửa. Sau khi mà làm khô xong thì chúng ta sẽ tiến hành nhìn theo cái đường mạch đấy, và chúng ta đo để xem là các đường mạch liên can đến hai vị trí phím này nó còn thông hay không. Xác định nếu như mà đường mạch vẫn ok thì chúng ta sẽ làm lại IR và PT ở các vị trí. Còn nếu trong trường hợp nó không thông thì chúng ta sẽ xử lý đường mạch. Mạch chân âm có IR thông này. Mạch chân dương có IR thông này. Đó. Mạch chân âm của PT thông. Mạch chân dương của PT ok. Ở cái vị trí phím tiếp theo thì sao? Mạch chân âm của con PT thông. Mạch chân dương của PT, con này nó ăn theo cột này, thông. Chân dương của IR thông. Chân âm của IR, chân âm bây giờ thì ăn theo mạch dọc, nó khá khó đâu ai thông này. Như vậy là tại cả hai vị trí nút mà đang bị liệt đấy thì đều thông mạch bình thường. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành thay IR và PT cho chúng. Thì trước khi thay thì là mình dùng mỏ hàn mình tẩy sạch cái thiếc cũ đi, để quá trình hàn lại nó được tốt hơn, đảm bảo hơn. Đó, tẩy sạch tất cả thiếc cũ. Với cái phím trên thì mình khò và sẽ thay cái cặp IRPT của nó. Tiếp tục thì vẫn dùng mỏ hàn để chúng ta tẩy hết cái thiết cũ đi. Đó, các bạn thấy làm đi làm lại thì nhìn thấy cái chân nó sạch hết, đây này nó ok. Cái bên này thì có vẻ ổn nên là tôi để nguyên để thử xem nào.
Mình cho cái chì hàn chuyên dụng để hàn linh kiện dán vào các bạn. Cho một lượng làm sao vừa đủ thôi, nếu mà nhiều quá thì cũng không hay. Đây là vì nếu mà khi mình không hòa nhiệt nó ra nhiệt nó sẽ rất nóng nên mình không để lên trên mặt của tấm nhựa. Cái tấm nhựa đấy nếu mà mình để lên thì nó sẽ có nguy cơ là gây ra bị chảy cái nhựa đó. Bây giờ mình sẽ thay lấy IR và PT từ một cái con bàn phím khác mà mình phải phá ra để lấy linh kiện. Đầu tiên là con PT. Này phải hàn bằng cái mỏ khò này các bạn. Không thể hàn được bằng mỏ hàn đâu. Hàn bằng mỏ hàn những cái này nó thật sự không phù hợp, nó gây chảy cái phần nhựa trắng ra mà lại vẫn không dính. Ở phím tiếp theo thì chỉ cần thay IR, ta sẽ thay IR sang. Đó, như thế đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ đợi để cho nó nguội hẳn, sau đó sẽ test. Sau khi nguội thì giờ tôi úp vào để chúng ta sẽ gõ thử nha. Để kiểm tra thì cái phím chữ U ok rồi. Phím số 8 thì cũng không thấy tự nháy nhưng nó lại tịt luôn, nhấn không được gì. Vậy thì bây giờ sẽ để ý đến nút bấm. Đây, các bạn để ý nút bấm này, đó. Thấy nó đã nhô hẳn lên, nó không thẳng hàng. Và đây chính là nguyên nhân, tức là khi chúng ta nhấn nó sẽ không đủ thò xuống bên dưới để chắn cái tia hồng ngoại mà từ bên con IR chiếu sang PT. Thế cho nên nó không có tác dụng của nút nhấn. Như thế này chúng ta chỉ cần ấn mạnh nó xuống, nó sập xuống để cho thẳng hàng. Nó khít xuống là khi nhấn có tác dụng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử lại một lần nữa. Đó, cả hai phím mà lúc nãy bị sao ok ngon này rồi. Giờ thì kiểm tra lại một lượt tổng thể với tất cả các phím khác xem có còn phím nào bị lỗi hay không. Nếu như tất cả ok thì coi như đã hoàn thành. Rất là vui khi các bạn đã theo dõi video cho đến giờ phút này và rất mong muốn anh em ủng hộ cho VXN, mỗi người một like, một chia sẻ và đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới tiếp theo, cũng là ủng hộ để VXN có động lực để tiếp tục ra những video chia sẻ với mọi người.